Em kìa. Vâng, em học lao động xã hội. Không không lỗi em, thế này thì cũng hoảng rồi. Bây giờ pan phô họ lên phô họ nằm mà họ để họ ép min lại có lắc đà pan nữa thì cũng rất khê. Rồi xin trận quân đẹp hơn dứt điểm thế này nè. Nãy giờ đánh quân cứ lìu ta lìu tìu. Một tí thì Rick Katha thì sao con Minoan. Summer. Sampad thì được. Ê, Zipper, quân bên họ cũng rất đẹp. Đấy, game TV ngày hôm nay không biết ăn gì đây, quân đứng tương đối lộc. Nhưng mà quân này tôi nghĩ là quân cần đánh được. Phụ thuộc vào bài pan. Pan Miran thì kiểm thủ tí cầm xem thế nào, bài vở thế nào đây. Xin cảm ơn anh Lê Thành Công đã ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi. Gần 650 lượt chia sẻ rồi, rất cảm ơn anh em. Hôm nay chưa thấy nhiều anh em fan cứng xuất hiện nhỉ. Chưa thấy nhiều anh em fan cứng xuất hiện. Bây giờ chưa thấy cái chữ fan cứng nào, hoặc fan cứng cộng 1. Cứng fan đây, một mình fan cứng đây rồi, Lê Khải đây. Như vậy là fan cứng cũng đã xuất hiện. Fan cứng á, fan cứng anh em chia sẻ anh em like nhiều thì nghiễm nhiên được lên fan cứng thôi. Bài bạn Milan có bầy hiếu đầu cũng như đôi voi. Chưa thấy quả phụ cho ba. Bên kia Persia này chỉ bỏ thế, bên kia cũng là cái thế dễ đánh. Thường thì Per họ sẽ đột biến hơn ba. Thường là như vậy, nhưng mà về sau thì Van Midan lợi thế hơn so với Per. Lạc đà cơ động hơn, dần có bánh xe. Đã có quả phụ rồi. Chỗ con voi có đúng không? Bạn quả phụ có cây quả không nhỉ? À không, như vậy không có. Bài bác thấy báo về thấy đúng được 3 vòi. Đấy, trung tây phan cứng rồi. Ban xăm đợt dân tất nhiên là summer summer anh ơi. Ngày xưa em đánh đời 2 cũng khá có tên tuổi đánh kiểu đập dân. Thì đấy, ông nào mà vớ về cái gì AC Hitty thì thôi, đánh kiểu đánh đời 2 map. Map gì nhỉ? Map medium à. Đánh solo thì hay đánh map medium. À không. Ờ đúng rồi, map medium. Đánh solo đời 2. Sam này, IA này,
Ban này, Zoman, Sen. Đánh giá những quân tuyển trong cái việc đập dân. Chứ còn đánh cái 2 vớ về 3 thì khê lắm. Biết là dân có giáp ấy, nhưng mà họ cứ cái thằng, chỉ cái thằng AC với thằng IA thôi, họ vác cái 10 con dân sang mà đập thì không có tuổi cho Ban luôn. Chắc nó đập chết. Đó, một mình van cứng rồi. Bài đấu mà là hai bài đấu cái map đang là lại cái map khê. Và Summerian bắt buộc phải đánh chem. Ép hiểu nằm ba voi. Ờ, ép đúng mình hiểu nằm ba voi. Tí thì kích trong 10, Bách thì cũng trong 10. Rồi, 10-40 thì cái Bách và tí là 10-35. Hai bài đều kích ổn định trong 10. Bên kia game thủ 98 cầm Egypt và Persian và Chip Boy thì khả năng tôi không thấy đột biến. Cái điểm này là cái điểm Chip Boy thì chưa chạy giò. Ơi, bắt đầu chạy giò Chip Boy, vừa mới nhảy điểm xong. Là cái điểm có giò và chạy giò rồi. Persian gặp 3. Vàng dưỡng 4 chiếc dành cho tí. Tạm thời ổn định được. Bây giờ thì Boy bãi vàng. Persian sẽ có 2 lạc đà là rất sớm đây. Nhiều khả năng tí cũng sẽ là người chơi phù của bạn. Vẫn bị đục. Rồi bắt được con giò. Rồi bắt được con giò của Pơ. Bắt được con giò công giáp của Pơ, mình vẫn 1 dân. Mất 2 dân. Như vậy là tính là cũng đổi cân. Rồi Bách cũng đang là người chọc Pơ. Như vậy là thằng Egypt là người nằm ở góc 6 giờ à. Công phủ lên Pơ gặp ngay 2 con lạc đà. Bài Bách ép là siêu tròn đồ đúng 3 vòi về hiếu 5. Không có gì có thể ép. Cô đang đạp bờ trong đây. Ừ, xe mất vàng thì Bách cũng chết rất nhiều dần. Còn phù này được. Summer này vẫn thi đấu được. Persian cũng chết 10 dân, mình cũng chết 10 dân. Nhưng mình là dân có bánh xe. Rồi perfect đấy. Bây giờ là nhà Egypt của game thủ 98 là người khỏe nguyên. Rồi Persian fit rồi đấy. Cố lên nào. Mà họ fit thì họ vẫn được giữ được tầm 10 con lạc đà. Họ fit thì họ vẫn được còn phải 10 con lạc đà. Xin thân phù tươi nào. Ồ, thổi đi, thổi đi. Thổi đi rồi, thổi được một con. Thổi được một con lạc đà của Mơ. Tí tầm này 23. Tầm này thì Egypt chắc là cũng đông cung rồi. Còn 2 lớp nữa, chắc chảy thế rồi. Bách thật lành 18, tên này mơ hoảng nhá. Tí sẽ cố gắng giữ chân được nhà Egypt bên kia. Pơ chính thức tím rồi, Persian bây giờ chắc là còn tham 5. Tầm 5 con lạc đà, nhưng bây giờ vấn đề là Egypt. Bên mình cố gắng 2 đánh 1 đi. Vẫn đang đánh được khi mà Summer và Pan đều có những cái loại quân có thể chuyển được cũng được. Anh Bách cũng chưa cần để chuyển cũng được đánh được.
Tí sẽ cố gắng giữ cho Ezip không ra được khỏi nhà. Tí vẫn 30 đây. Tham đánh thoải mái. Ezip bên Guild 98 liệu cần được đôi hay không? Đánh trong sân coi như đánh lại từ đầu anh ơi. Coi như là đánh theo kiểu đánh A đi. Đừng chặt gỗ. Đừng lại chặt gỗ, con dân kìa. Rồi bắt ra bốn cái là Per Fit luôn tí ạ. Rồi Per chính nước Fit rồi nhá. Không bắt được. Ban nó đuổi đến chết. Ban đuổi đến chết được. Và tí nhiều khả năng phải lên cái chém 4 nữa sau cái turn này. Tí turn này sẽ làm cái chém 4 luôn. Hoàng Văn Nhi chuyển đánh cung R. Từ Persian còn hai con dân từ bố láo thế nhỉ. Hai con dân đang tập phù kìa. Phù luôn hai dân đấy. Tập Per không, nó không đặc đà nó phù luôn được. Nằm đông quá. Tí ăn được không đây? Khả năng là chưa ăn được. Còn Persian vẫn còn 5 lạc đà đấy. Chưa ăn được. Thả phải gì gần đôi. Khó quá. Hai cái map đấu bên mình là ép tròn. Tỷ số là 2 đều.